Nam miền địa linh nhân kiệt, núi Hồng, sông Lam xứ Nghệ, nay thuộc huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là làng Cương Gián. Sử sách cũ khi có lời chép về địa danh Cương Gián thì đầu tiên viết chữ cương với nghĩa là cương quyết, cứng rắn, và gián thì đó là từ dạng của cái nghĩa chữ can gián, can ngăn. Về sau chữ nghĩa mới đổi đi, viết chữ cương với nghĩa là đồi gò, còn gián thì đó là từ dạng của các nghĩa sông nước, kênh rạch. Dù với nghĩa là cương quyết can ngăn hay là miền quê hương có đồi gò sông rạch thì cương gián cũng đều đẹp đẽ sự phù hợp với cái cá tính của vị danh nhân đất Việt đã từ miền đất gốc quấn quýt những nước cùng non này mà ra đi, lên đường lập nghiệp, lập công lớn với non sông đất nước ở thế kỷ 15. Đó là người hai lần là công thần khai quốc thời Lê Sơ, Cương Quốc Công Nguyễn Xí. Cương Gián là quê cha đất tổ của Cương Quốc Công Nguyễn Xí. Đây là ngôi làng cổ, có tuổi ít nhất cũng là từ 700-800 năm về trước. Các cụ cố lão ở Cương Gián ngày nay, khi ôn nhắc với lòng tự hào về ngôi làng quê hương đã được lập dựng ít nhất từ đời Trần, thì cũng luôn nhớ tới vị thủy tổ của dòng họ Nguyễn ở Cương Gián là Nguyễn Hợp. Từ 700 năm nay vẫn là một chốn linh địa của làng Cương Gián. Cương Quốc Công Nguyễn Xí chính là cháu nội của thủy tổ Nguyễn Hợp. Cụ Hợp sinh được hai con trai là Nguyễn Khái và Nguyễn Hội. Cụ đã giữ Nguyễn Khái ở lại làng và để Nguyễn Hội chuyển cư ra làng Thường Gián, tức Nghi Hợp, Nghi Lộc ngày nay. Nguyễn Xí cùng người anh ruột là Nguyễn Biện đã được ông Nguyễn Hội cho chào đời tại đấy. Nhưng ở nơi quê gốc, những sự tích về nghề giỏi nuôi chó săn của Nguyễn Xí về sau trở thành lực lượng chiến đấu lợi hại của nghĩa quân Lam Sơn vẫn hằng được ôn nhắc. Cả sự tích về người cha của Nguyễn Xí đã mang nghề làm muối mắm đặc sản của Cương Gián ra gây dựng, truyền nghề cho nơi quê mới Nghi Hợp. Về vùng đất này, tức là ngày xưa là thuộc vào làng Đồng Giản. Và trong cái làng Đồng Giản thì có là cái thôn là Đồng Kèn, rồi Nghi Lộc và Yên Ninh. Thì từ xa xưa đã có cái làng Yên Thịnh mà ngày nay gọi là Yên Ninh, là có cái dòng họ Nguyễn là cụ Nguyễn Hợp là thủy tổ, và dòng họ Trướng là cụ Trướng Xây là thủy tổ, đã đến đây xây cơ lập ấp vào đầu thế kỷ thứ 14. Và cụ Nguyễn Hợp là sinh ra được là hai người con trai là cụ Nguyễn Khái và Nguyễn Hội. Thì nói về cái vùng đất này, tức là vùng đất mà cùng chịu đựng nhiều cái là gian nan trong là cái thiên tai giặc giả, và cùng là cái nơi mà cứ điểm của nhiều vị tướng, như là tướng là thời Lê Lợi, rồi là tướng Nguyễn Kim thời mà Phò Lê Diệt Mạc, rồi tướng Nguyễn Hữu Tiến là thời Trình Nguyễn Phân Tranh, và cùng là cái đường đi dẫn quân đi của là vua Quang Trung. Và tất cả các cái là triều đại đó, các cái là tướng lĩnh đó, thì ở đấy ngoài cái đường bộ khác không có, mà chỉ có qua cái chuông vạn. Cái chuông vạn ở đấy là đường gọi là cái đường là từ trong ra ngoài vào. Núi non hùng vĩ và tráng lệ, sông nước mênh mang mà hiền hòa, đấy là đất Thường Xá, Châu Phúc đời xưa, Nghi Hợp, Nghi Lộc bây giờ, nơi đã hun đúc sinh thành nên Nguyễn Xí, cũng là nơi lưu giữ
bảo tồn không chỉ hình hài mà cả tinh anh của bậc danh nhân đất Việt. Nguyễn Xí ra đời ở đây năm 1396, 19 tuổi ra đi dựng nghiệp từ nơi đây, hết Lam Sơn, Chí Linh, lại Quỳ Châu, Ai Lao, rồi Tốt Đồng, Mi Đồng, Chi Lăng, Sương Giang, cả đến hơn 30 năm lập phủ vào triều ở giữa Thăng Long, Đông Kinh nữa, để rồi cuối năm 1465 lại trở về yên nghỉ nơi đây. Đứng đầu đạo quân thiết đột tinh nhuệ và dũng mãnh trong vòng 12 năm, chứ không chỉ là trong 10 năm chính thức hoạt động của phong trào Lam Sơn khởi nghĩa mà thôi. Vì ngay từ năm 1416, ở hội thề Lũng Nhai, chuẩn bị trước 2 năm cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn được chính thức làm lễ, dương cao cờ nghĩa vào đầu năm 1418, Nguyễn Xí đã có mặt trong lễ thề bí mật của nhóm công thần đầu tiên và chí cốt, một lòng theo chủ tướng Lam Sơn giấy nghĩa cứu nước, cứu dân. Bởi thế, trong những chiến công oanh liệt, cũng như là ở cả những tháng ngày gian khó, thử thách ác liệt của 4 năm khởi đầu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, trên địa bàn chiến trường chính, chỉ ở quanh vùng đất đai bản bộ Bình Định Vương Lê Lợi là Thanh Hóa, Nguyễn Xí bao giờ cũng có mặt ở trên hàng đầu, giữa mũi nhọn của đạo quân thiết đột, nhất là ở những trận đánh đẫm máu những năm 1418, 1420, 1421. Kịp đến khi phong trào Lam Sơn có cuộc chuyển hướng chiến lược về phía Nam, di chuyển lực lượng và địa bàn hoạt động từ Thanh Hóa vào Nghệ An, tìm và tạo chỗ đứng chân ngay trên đất quê hương của Nguyễn Xí. Trước là ở và từ miền rừng núi phía Tây, sau tràn xuống đồng bằng ven biển, rồi phát triển vào xa và sâu hơn nữa tới miền Tân Bình, Thuận Hóa ở những trận đánh lớn những năm 1422, 1423 cho đến 1425. Lịch sử lại vẫn thấy dẫn đầu đạo quân thiết đột tung hoành cũng chính là Nguyễn Xí. Tên tuổi và vai trò của Nguyễn Xí đặc biệt vượt lên và nổi trội ấy là từ khi diễn cuộc chuyển hướng chiến lược một lần nữa từ năm 1426, được quân sư Nguyễn Trãi sau này gọi tên bằng câu nói thiên tài trong áng Thiên Cổ Hùng Văn Bình Ngô Đại Cáo là: một khi cờ nghĩa trở về đông là việc lớn tất thành. Chính là giai đoạn mà Lê Lợi và Nguyễn Trãi chủ trương đưa đại binh và đại cuộc đánh giặc cứu nước ra miền trung tâm đồng bằng châu thổ sông Hồng, bắt đầu bằng việc mở chiến dịch Tốt Đồng, Trúc Đồng mùa đông năm 1426 chiến thắng, mở tiếp chiến dịch bao vây giải phóng thành Đông Quan trong hai năm 1426-1427 và nhất là chiến dịch cuối cùng hoàn tất cuộc chiến tranh và sự nghiệp giải phóng dân tộc vào mùa đông năm 1427, chiến dịch Chi Lăng, Sương Giang. Trong tất cả chiến dịch lừng lẫy chiến công rực rỡ chiến quả này, ở những trận thắng oanh liệt và quan trọng nhất đều có mặt Nguyễn Xí, lúc này đã được thiên hạ liệt vào hàng danh tướng đương thời. Nguyễn Xí là một nhà quân sự xuất sắc, là một vị tướng sáng suốt, tài thao lược. Ông đã điều binh thần tốc với hàng vạn binh sĩ từ Nghệ An ra Bắc để bao vây thành Đông Quan. Ông đã sáng suốt nhận định được cái âm mưu của kẻ địch, hòng là chi viện và tăng cường cho cái căn cứ Trúc Động và Tốt Động để mở rộng vòng đai an toàn cho thành Đông Quan và để chuyển cái tình thế bị động sang chủ động ở
chiến trường. Biết được âm mưu đó, ông đã tập trung quân tiêu diệt cái căn cứ Trúc Động và Tổ Động, phá tan được âm mưu đó của quân địch. Ông đã biết nhìn trên thế chiến lược, trên toàn cục, để nhận định thành Xương Giang là một thành rất quan trọng, cần phải tiêu diệt. Vì vậy, ông đã điều binh khẩn cấp phối hợp với các tướng hạ gục thành Xương Giang, góp làm một cái điểm, làm một chỗ dựa, là yểm thế, chỗ dựa cho cái quân tiếp viện của địch từ Chi Lăng tàn xuống. Và ông đã góp phần vào cái thắng lợi của trận đánh, một cái trận đánh phải nói là thành công nhất của nghĩa quân Lăng Sơn. Sau thời gian cuối năm 1427, nhật nguyệt mờ rồi lại tỏ, đất trời bĩ rồi lại thái, như lời Nguyễn Trãi ấy. Sang đến mùa xuân năm 1428, khi vẫn như lời Nguyễn Trãi, xã tắc do đó vững bền, non sông từ đây đổi mới. Khi kết thúc trọn vẹn sự nghiệp giải phóng dân tộc của phong trào Lam Sơn, Bình Định Vương Lê Lợi lên ngôi Thuận Thiên Hoàng đế, thì cũng là khi danh tướng Nguyễn Xí được tuyên dương khai quốc công thần. Những chiến công lừng lẫy mà Nguyễn Xí lập nên ấy còn biểu thị ở ông cái lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, với vị minh quân là Lê Lợi, và đặc biệt là với cả cái tài năng của một người làm tướng trưởng thành lên từ trong chiến trận, từ trong sự nghiệp đánh giặc cứu nước. Năm 1428 ấy, ở đợt phong khai quốc công thần, rồi thì lại cho cả việc tứ quốc tính, tức là ban cho họ vua được mang, họ của vua là họ Lê, Nguyễn Xí đổi thành Lê Xí là ở trong cái dịp này, thì chính thức về mặt quân sự thì Nguyễn Xí được nhận chức Long Hổ Thượng Tướng Quân. Thời xưa ấy thì Thượng Tướng là to hơn Đại Tướng, Long Hổ Thượng Tướng Quân, đó là cái chức trách mà Nguyễn Xí được nhận, kèm với lại các tước hiệu, các cái tên đẹp, các vị đẹp khác nữa. Nhưng chuyện tiếp theo còn quan trọng hơn nữa, ấy là khi Lê Thuận Thiên, Lê Lợi, Lê Thái Tổ mất, thì người được giao việc, giao phó việc lớn là đưa ấu chúa kế vị của Lê Thuận Thiên lên ngôi thì chính là Nguyễn Xí cùng với một số đại thần khác nữa. Vậy là ông trở thành không những chỉ khai quốc công thần mà còn là phụ nhiếp chính đại thần. Thời kỳ làm phụ nhiếp chính đại thần của vị danh tướng thời chiến, nay chuyển thành làm danh thần ở thời hậu chiến là Nguyễn Xí, kéo dài hơn 20 năm, từ năm 1433 cho đến năm 1459. Giữa những cơn mưa nắng thất thường, sáng tối bất định của việc triều chính Thăng Long, nay mang tên mới là Đông Kinh, dưới thời trị vì của các vua kế vị Thái Tổ Lê Lợi là các vua Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông. Những hàng nước mưa tuôn trên cổng Đoan Môn của Hoàng Thành Đông Kinh như bóng đêm mờ phủ, che lấp mái tòa chính điện kính thiên trên đỉnh núi Long Đỗ, dường như là than tiếc cho cái chết bất đắc kỳ tử của vua Lê Thái Tông và đại họa Chu Di Tam Tộc của Nguyễn Trãi năm 1452, cũng như là việc vua Lê Nhân Tông bị chính người anh cả của mình là Lê Nghi Dân sát hại vào năm 1459, đều diễn ra ở thời gian mà khai quốc công thần lần thứ nhất Nguyễn Xí may mà được như sử cũ chép, triều đình cho rằng Nguyễn Xí là bậc kỳ cựu, có công lao
nên chiếu cố mà theo bát nghì, tám điều miễn luận tội để tạm được yên thân. 1459 thì Lê Nghi Dân là nổi dậy và giết vua Lê Nhân Tôn và Thái Hậu và lên ngôi. Thì cái việc làm đó của Lê Nghi Dân là một cái việc làm phản nghịch và có thể nó bị các quần thần rất là cắm bút. Và nhân dân thì là coi như là mất cha mất mẹ. Và theo Phan Phu Tiên nói trong sử là như thế. Và trước cái hành động phản nghịch của Lê Nghi Dân đó, thì lúc bấy giờ các quần thần và những cái người mà trung với thành với lại Triều Lê, chính nghĩa đấy, thì có thể nó rất là bất bình. Và từ đó thì họ không chịu ngồi yên và mưu cái cuộc mà đầu chính. Thì trong cái cuộc ấy thì phải nói rằng là cái người mà có công nhất ấy, chính là Nguyễn Xí. Cái này là chính là sử sách đều ghi như thế, mà thuật như thế. Trong cái cuộc đầu chính ấy thì Nguyễn Xí đã cùng nhiều người nữa, chứ không phải một mình. Và đặc biệt là có thêm cái người con trai trưởng của mình, ấy, tức là Nguyễn Sư Hồi, đã mưu cái cuộc có thể nói là đầu chính để mà lật đổ cái Triều Lê Nghi Dân phản nghịch mà đưa Lê Tư Thành, tức lên ngôi vua mà thành ra là vua Lê Thanh Tông. Thế thì ở đây cái công việc là công việc chung, nhưng mà riêng Nguyễn Xí ấy, là cái với cái người có thể là người cầm đầu và đặc biệt là phải hy sinh rất lớn trong chuyện này. Cụ thể là lúc mà Lê Nghi Dân lên cướp ngôi vua ấy và lên ngôi ấy, thì là Nguyễn Xí đang là cái chức là thái bảo nhé, thái bảo là cái chức đầu, coi như ông quan đầu triều. Thế mà xin cáo bệnh mà về và lấy cái cớ tức là bị mù, giả mù. Và cái bọn mà phản nghịch thì tất nhiên là nó không tin. Này nữa nó là dùng rất nhiều cái phép thử. Thì trong đó có cái thử mà đơn giản nhất tức là nó trêu chọc các cô gái người tỳ thiếp của Nguyễn Xí. Thì Nguyễn Xí biết tỏng ra nhưng mà hỏi giả vờ hỏi là cái gì thì họ lại bảo là đứng giả chè để mà đun nước. Đâm chè để uống nước thì Nguyễn Chí bảo thì làm nhanh thì ta uống. Nhưng mà sau đó nó chơi cái trò thử có thể rất là ác độc là gì? Tức là nhân lúc mà Nguyễn Chí đi qua cái bục cửa thì nó đặt ngay cái người con thứ 16 tên là Duy Tân chưa đầy tuổi đặt ngay trước bục cửa. Thế Nguyễn Chí chắc chắn là biết. Thế nhưng mà vì cái lợi ích của vương triều và cũng của đất nước và cũng là vì để cái đảm bảo cái lý tưởng sống của mình ấy, thì có thể nó đã cam tâm đạp chết cái người con mà có thể nói là đang băng sữa như vậy. Thì cái hành động đó phải nói là một cái hành động rất là bi tráng. Hành động bi tráng nhưng là công trình của cả một đời trí lực tinh tường, một niềm trung kiên sắt đá của Nguyễn Xí, cả tinh thần hy sinh vì đại nghĩa cũng như là cả sự khôn ngoan mà khéo léo nữa. Chính đấy là những điều khiến cho Nguyễn Xí với vai trò là người chủ cốt trong việc phản đảo chính năm 1460, hạ bệ Nghi Dân, đưa Lê Thánh Tông lên ngôi và như thế trở thành người có công khai quốc lần thứ hai. Tất cả những công trình bằng đá này, đặc biệt là chín bậc cửu trùng với bốn tượng rồng bằng đá này là của thời Lê Sơ, đặc biệt của thời Lê Thánh Tông. Mà Lê Thánh Tông chính là người được Nguyễn Xí đưa lên ngôi vua với niên hiệu Quang Thuận vào năm 1460. Đây thực sự là một cuộc trung hưng, là một cuộc khai quốc lần thứ hai, cứu triều đại Lê Sơ khỏi sự chìm đắm bởi những cuộc khủng hoảng thời Thái Tông, Nhân Tông. Cho nên sự nghiệp khai quốc lần thứ hai mà Nguyễn Xí là người đảm đương vị trí hàng đầu thì có ý nghĩa rất quan trọng đã đành, nhưng nó còn mang một loạt dấu hiệu của tài năng, của khả năng dự báo, của việc chọn đường, chọn phương thức, chọn cách thức để trung hưng lại triều đại Lê Sơ. Lúc đầu thì công việc sẽ là phải làm sao diệt được Lạng Sơn Vương Nghi Dân là kẻ đã làm cuộc đảo chính, cướp ngôi của Lê Nhân Tông là em. Việc này làm được chót lọt, thành công
thì không phải là dễ, phải hy sinh rất nhiều, phải tốn rất nhiều trí não và sức lực, kể cả sự khôn khéo, sự nhẫn nhục và cả sự cương quyết, sự mạnh tợn nữa. Nhưng sau đấy còn một việc rất quan trọng mà những người cùng với lại Nguyễn Xí làm cuộc phản đạo chính đã không vượt qua được, ấy là những tể thần như Lê Niệm, như Lê Nhân Thuận ấy, cùng sát cánh với lại Nguyễn Xí và Đinh Liệt trong việc phản đạo chính, hạ bệ Lạng Sơn Vương Nghi Dân. Nhưng bây giờ thì đến lúc đưa ai lên thay thì Lê Niệm, Lê Nhân Thuận ấy, lại chủ trương chọn Cung Vương là anh của Lê Thánh Tông, trong khi đó thì Nguyễn Xí, Đinh Liệt là người kiên quyết và sáng suốt tìm cho bằng được Lê Thánh Tông, lúc đó càng mới đang là gia vương 18 tuổi, còn đang ở nơi tiềm để, nhưng mà họ đã có cặp mắt tinh tường và có khả năng dự báo đây là con người sẽ làm nên thời thịnh trị của triều đại Lê Sơ, và họ đã chọn Lê Thánh Tông. Cho nên cái sự nghiệp khai quốc lần thứ hai của Nguyễn Xí đấy còn có một cái công đoạn khá là khó khăn, đòi hỏi tính trí tuệ, tính dự báo, tính tinh tường và cả cái quả quyết nữa. Và họ đã làm đúng, Nguyễn Xí đã làm đúng. Sau cuộc phản đảo chính thành công, khi đã ở tuổi 65, bậc lão thần công huân nhất phẩm triều đình Nguyễn Xí còn có một thời gian 5 năm nữa yên hưởng vinh hoa phú quý, cảm thụ sự kính trọng và ngưỡng mộ của triều đình và dân chúng, nhất là vua Lê Thánh Tông. Từ năm Giáp Thân 1464, tuổi già sức yếu bắt đầu nhuốm bào bệnh, Nguyễn Xí đã được chính nhà vua Thánh Triều Lê tận tình an ủi vỗ về: công của ngươi chấm chưa chút báo đền, mà sao bệnh ngươi đã liên miên như vậy? Ngươi nghĩ đến nước thì hãy cơm cháo cố mà điều dưỡng, ngươi lo đến chấm thì hãy thuốc men, dù có cay đắng thì cũng gắng mà uống. Chắc chắn dịu lòng trước ân tình của Lê Thánh Tông như vậy, sau một năm ngã bệnh, Nguyễn Xí ung dung nhắm mắt lìa đời vào mùa đông tháng 10, cũng vào một năm Ất Dậu, như là đúng chính hội Ất Dậu 540 năm về trước, tức là năm 1465. Lại cũng chính vua Lê Thánh Tông một lần nữa đứng ra ban tặng cho Nguyễn Xí những lời ngọc vàng: sướng đại nghĩa để trừ kẻ hung tàn, ngươi đã có công như công yên được nhà Hán lấy ngôi thưởng công mà ban thưởng, ngươi đáng được vinh dự cắt đất phân phong. Lúc nước có biến phi thường, chỉ mình ngươi lo cứu vãn, ngươi thực là bề tôi trung ái của ta. Những lời khen tặng và ca tụng vị danh nhân đất Việt ở thế kỷ thứ 15, người hai lần có công khai quốc, cương quốc công Nguyễn Xí còn dài mãi với thời gian và sông núi. Người từ làng Cương Gián ra đi, lập công cùng đất nước, càng mãi được nơi quê gốc của tổ tiên ghi nhớ công ơn, tôn thờ sùng kính và mãi mãi noi gương